hầu hết mọi người đều kết hợp tim mạch cường độ cao với sức khỏe tim mạch, nhưng các hình thức tập thể dục và kỹ thuật chánh niệm khác cũng có những lợi ích. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng yoga cải thiện mức cholesterol và giảm huyết áp. Và một tuyên bố gần đây trên tạp chí Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy rằng thiền định có thể cải thiện một loạt các yếu tố liên quan đến sức khỏe tim mạch, bao gồm mức độ căng thẳng, huyết áp, vân vân. Yoga có nhiều hình thức và thường bao gồm một loạt các tư thế và bài tập thở giúp người tập cải thiện tính linh hoạt, sức mạnh, cân bằng và thư giãn. Một bài báo trên tạp chí Tim mạch Phòng ngừa châu Âu đã xem xét 37 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng liên quan đến các hình thức yoga khác nhau và phát hiện ra rằng tập yoga giúp cải thiện huyết áp, mức cholesterol và chỉ số khối cơ thể. Cả ba yếu tố này đều liên quan đáng kể đến sức khỏe tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể và phúc lợi. Ngoài ra, một đánh giá gần đây cho thấy tập yoga có lợi cho bệnh nhân rối loạn nhịp tim. Video dưới đây từ một bệnh viện được công nhận cho thấy 4 tư thế yoga nhanh chóng liên quan đến sức khỏe tim mạch. Ngoài những lợi ích của yoga, một tuyên bố khoa học do Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ AHA đưa ra đã xem xét dữ liệu về tác động của thiền đối với nguy cơ mắc bệnh tim. Mặc dù các nghiên cứu trong lĩnh vực này còn phần nào hạn chế, nhưng AHA phát hiện ra rằng thiền định có thể cải thiện nhiều yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim, bao gồm huyết áp, phản ứng với căng thẳng và cai thuốc lá. Một số bác sĩ đã gợi ý thêm rằng thiền định cải thiện triển vọng cuộc sống, có thể thúc đẩy bệnh nhân tham gia vào các thói quen tốt cho tim mạch hơn như ăn kiêng, tập thể dục và ngủ đủ giấc. Với những lợi ích tiềm năng kết hợp với rủi ro và chi phí thấp, AHA khuyến nghị thiền định như một bổ sung cho các hướng dẫn đã được thiết lập để cải thiện nguy cơ tim mạch. Trong nhiều nghiên cứu, chánh niệm có liên quan đến việc giảm nguy cơ trầm cảm và lo lắng, và giảm căng thẳng quan trọng hơn bao giờ hết đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn khi đại dịch COVID-19 kéo dài. Nếu bạn đang tìm cách để cải thiện trái tim và sức khỏe tổng thể, yoga và chánh niệm có thể là một nơi tốt để bắt đầu. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào! Chia sẻ hữu ích nhé!